ghê vậy đổ vô nó tính chung luôn không thôi nó già sắp xong luôn nó già quấy rồi bị dướng mà ăn bị dướng giờ là càng bự lắm nè dội cái con chết luôn hay gì đó chết rồi con này cái so nè ủa chim vuông trời ơi trời nụ con lươn này lươn ấy nè đó trời ơi ông nội ăn lươn con ta đang kiếm con lươn dặn ra đấy dặn ra dặn vô kèo quá ủa nằm đâu mất luôn cái gì nữa vừa 20 cái mà đẩy cái hết trơn luôn còn 2 cái trời rồi chào tất cả mọi người nha thì sáng sớm hôm nay mình sẽ đi thăm lờ cái với anh em nữa thì mình đang đứng đây đợi anh em nó thăm có mấy cái vòng vòng nhà nữa khi nào anh em ra mình sẽ đi quay với anh em rồi hôm nay có gì đâu mình quay với anh em xem nha rồi bây giờ mình sẽ đợi chút xíu của anh em nó chắc sắp ra tới rồi vô kèo nữa mới giờ cái đầu tiên chết cỡ 2-3 ngày thì không sao chứ lâu quá chết mà dọc nước mưa luôn mới sáng chết 2 con nữa nãy giờ để 3 gì cá 4 gì cá kiếm u đã vậy trời ơi nãy đâu thấy không nãy đây cầm ra kia cầm như kia bỏ vô kia để ngồi bỏ đây nó tung tung nữa tạo ra cũng ngoái mà còn ngoái nữa con cá rô đồng rô cà phê hai ba con rô đồng cà rô cho ba lửa
đậu 4-5 con được, đổ mẹ hết đi bắt cá phi ra đây. Cá rô không mẹ? Cá rô. Rô quỷ không trời. Hai ba ngón tay không? Có cái chặt chết chóc hết trơn rồi, chẳng biết nó tụ sao vậy. Cái chặt chết là lò lò tới bệnh viện. Tới bệnh viện đầu rồi. Dưới có hàng khủng, đầu ui hàng khủng nữa rồi. À ơi con này chắc cũng cỡ 8-9 lạng. Sao ký á? Hả? Ký. Ui nó bự. Cái chặt vô trong chết mình đợi nó thấy. Cái chặt chết là nó ăn nấu vậy phải không? Ừ. Ăn nhiều quá. Trời ơi, ra mà ơi, hai con nó hết hồn, hai con nó 2 kg. Vô kẹo. Bắt nãy mình đợi nghe mà đổ vớn được mấy con dây cá nè. Trời ơi, con cự bự không ạ? 4 con, 5 con. Cái này là dính vớn mà nãy lúc mình đợi nghe em ra đổ vòng vòng nhà. Mấy con cá bự ngon ghê luôn. Trời ơi, không có sao. 3 con hả? 4 con. Là cái vớn hả? Ừ. Lâu cá trẻ 3 con. Lâu lắm rồi mới thấy mấy em gì cá này. Chứ nó muốn hết luôn. Với lại nè, lâu vô điểm mới mới được chạy cử hay cử hết. Okay, cái này làm được mấy cái lắp nè. Còn cái này mới đổ mấy cái nè, như một túi luôn. Ủa cái rô bỏ ngoài bên kia không? Rô bỏ bên kia. Đổ mấy cái chắc được 7-8 con. Nè. Quả cá nó mập luôn trời, gục luôn, cá mập gục luôn. Ồ, có anh tổng thống. Có con này nó bự mình hơi ốm ha, cái đầu chạy dài. Còn đã chặt cũng cả ký. Này bị méo nè, méo mỏ nè. Tật. Còn dính cá, cái đầu làm như ai mà bị chậu nó. Ừ. Nổ tôi chứ. 6 con, 7 con. Mới dính nè. Rồi trời cái đầu. Má ơi, quá giật. Đầu có nói cái đầu chưa? Còn chạy cỡ ký. Tiếp tục. Cái này thấy nó chổng bút ở dưới luôn trời. Này có cá bự rồi, vậy muốn giục cái ghim luôn rồi. Ờ. Đậm cái đỏ. Có cái gì vậy? Đó. Trời ơi, mấy con này. Ui, 3 con luôn. Thấy nó chổng đi cầm mà chổng đít này để vô cái ghim nó nhảy. Ồ, con cá rô bự quá trời luôn nè. Má lửa luôn. Quá gì. Một cống luôn. Bây giờ hai anh em mình ghé căn cho chị này cái đầu đi thăm tiếp nha. Tại vì nếu mà đi thăm nữa nó sẽ đầy thùng. Không có đủ. Đây chắc cỡ 5-6 kg rồi. Được con này còn cá lóc củng. Thôi, chắc cỡ 7 kg ạ. Đấy, có cá bự. Cá lóc củng, củng tiếp. Ồ, nó bự bự không. Wow. Mấy cái nhỏ. Được 2 con cá kia thấy 2 kg của 13 con bự. Cá nhỏ thì người ta sẽ mua rẻ hơn cho nên lựa ra. Ghê chưa, vậy trừ ra nè, cái bao này chắc 300 gram đó, 300 gram con nước đó. Rồi 6 kg mốt. 6 kg mốt chắc còn 5 kg 7. Đây 6 kg mốt mà.
rồi. Chỉ là cái này chắc cũng khoảng ký ký ngoài đó là chiếc ngầu được 7 ký gì đó. Cái rô. Ồ, cái rô này ngon quá. Cái rô bè này bự 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 không? Chắc cũng được cái máy hay cái rô. Vọng lại ha, vọng lại bảy mươi chín bình dương vậy nghe cái caro cái này nãy vừa nửa ký nữa. Rồi cái này một ký ký tám caro để chi sao lại đổ đây được mấy con cá này, con này để cân thử bao nhiêu là ba lửa luôn. Ồ, con này ký mốt. Ký mốt. Ôi rồi hết rồi. Cái đầu trời. Chờ giờ luôn. Kim con đó nè. Mình thử con này luôn bao nhiêu. 900 hả? 8 lần rưỡi à. Ừ. Còn ba nữa. Con ký mốt quá dữ. Sình non đúng vào phố. Dài quá, thấy im quá. Con cá lóc. Con xách ra luôn đi, đem là cái dục mẹ đi bút chữa. Trời ơi, ngắn quá. Trời. Chú. Rồi cửa đầu, cửa thứ hai là bê đặt nó quơ sạch sẽ như một vàng cả chục cái. Cái điểm này hôm bữa dính cô biển nè. Rồi nãy giờ thăm được có đúng con cái một, còn nhiều nó đi theo dấu chân. Lùm sạch sẽ không còn cái luôn. Nè, bữa nay cái này cũng lỗ cho nè. Thấy luôn. Rồi quất người vàng mười mấy cái luôn trời. Không còn một cái luôn trời. Đây nè, ngay cái này cái mất luôn. Còn nhận mấy bể tặc này hay thiệt, phát nguyện nhiên nhà bảy luôn còn gì. Chuyến đầu tiên thấy im im, chuyến thứ hai ngon đẩy cái còn con cái một cái nó còn hay mất luôn. Ủa nằm đâu mất luôn cái gì nữa. Rồi mất luôn. Trời vừa 20 cái mà đẩy cái hết trơn luôn, còn 2 cái trời. Đúng là mấy thằng này nó chậm luôn, nó chậm mình chưa kiếm luôn. Thế là không còn. Thấy đường lỗ vô. Mẹ mới xuống là mới 20 cái là chuyến đầu mới thăm được con chuyến một là bữa dính cùng. Nó đẩy cái 20 cái còn 2 cái giờ còn có 2-3 cái mới còn không mất luôn. Cái này con cái mất luôn phải không? Mất luôn. Nó cái nữa, 2 cái đó mất đi. Trời má ơi. Quá. Nhìn quá. Rồi, tiếp tục cái này mất luôn. Là bữa xuống đây 20 cái mới đúng không? 21 cái. 21 cái còn có 2 cái thôi. Mất 19 cái. Mất 18 cái. Con cua ở biển làm cho thêm cái gì? Chỗ này bữa mình dở lên dính 2 của biển nè, mất tiêu. Rồi xong, tiếp tục nữa nha, mười mấy cái à. Rồi đẩy hết nguyên vàng rồi. Hả? Con. Rồi cái này chắc nằm mốt con không thấy nè. Giờ rút cho luôn cái vừa hết mười mấy cái rồi. Quá hay. Dội, cái con này chết luôn hay gì dội? Chết rồi. Con này cái so nè. Trời ơi, im vuông.
Trời ơi trời nó ủ. Ôi con này gạch không rồi thưa nghe. Ôi ơi nè, gạch ra đó lòm luôn nè. Nè. Con này ngọt vô chắc 2 ngày quá. Trời nó ủ trời. Con này cống gạch luôn. Không biết cá hôi chưa. Chưa đâu mẹ. Thử tới coi. Đây nè, gạch nè lú cho mọi người thấy không? Đây nè. Giờ đang mưa luôn rồi. Bốn con không chạy con nào hết. Ừ. Rồi là mới chứ nào bắt đầu nó chạy, chứ nào nó chạy. Quả gì? Nó trùng phát hồn luôn, nó ra ra sắp ra ngoài nó bị dướng lại. Ủa nó con dắt trúng chứ bự ghê cả. Đổ cho nó thấy dắt trúng luôn. Không thôi. Nó ra sắp xong luôn, nó ra quấy rồi bị dướng, nó ăn bị dướng, chứ thằng trời là cản bự lắm nè. Thấy rồi, nó bị dướng cái bụng. Trời ơi, vậy mà nó vì cái này nó bị dách hết một cái rồi chứ đâu có lội vô dữ vậy. Hết tiếp. Trời ơi, dám cùng khủng. Mà nó tạp. Rút ra đây, tắt ăn. Rồi, để em chụp cái đầu đó. Vậy hả, không giờ nấu nè. Trời ơi, vô con lương nó ăn con lương cố rồi chứ không phải bự vậy đâu. Hả? Ừ, ăn con lương, nuôi lương nè. Nấu vậy nè. Dạ. Trời ơi, nguyên con lương luôn. Trời ơi, luôn con nổi ăn lương chập á lửa. Đâu cắn đâu. Nói vậy. Nấu vậy đâu cắn được. Trời ơi trời. Để cho nấu vô coi. Đó, trời ơi nguyên con lương chập á luôn. Cho nó ra đi, cho nấu ra đi. Ra đi, ra đi. Trời ơi ăn con lương đủ chừng 200 g cho con mẫu vô hàng chi nó có giấc chung đâu mà bự thân giữ thân vậy. con lương này lương ấy nè. Đó. Trời ơi ông nội ăn lương người ta, tụi ta đang kiếm con lương. Dặn ra. Má nó nông dẹp thôi chứ không đứa chứ. Hả? Nó nông dẹp thôi chứ không. Ồ vô trời hàng chi nó có giấc chung gì đó thì vậy không? Tao ăn lương mà bự hơn nó nữa. Con lương gì mà vậy mà nó ăn hay thiệt đó. Đó, dạ. Dặn ở đây chút xíu nữa xong rồi. dặn phải nói công mình công mày. Ôi con người cha để lương tắm người yêu rồi đó trời thì gớm không. Ô, con lương nó cũng mới ăn à. Đó ghê chưa. Trời ơi trời. Trời ơi coi nè con lương với nó nè bằng nhau luôn. Cũng bằng nhau luôn vì nó nuốt con lương vô. Vô luôn đi. Mệt à. Chắc chắn là mới ăn. Mới dặn ra cái mệt phải không? Tay nguyên con luôn. Trời ơi. Ăn được 200 g luôn. Chặt lỗ cái này. Mới chiến đầu luôn hả? Mới chiến đầu tiên luôn. Ngay đổ này luôn nè. Ủa, lấy mẹ này. Trời ơi, đúng rồi, tới công viện. Quá. Thấy một luồng 18 cái xong rồi lê mấy giờ cái hàng mấy cái mới lội nghiệp luôn mà trời. Mới lội luôn mà mới mất một chút vậy đi. Cái lỗ này mới lội gì cho ta mất luôn rồi này tới gấp vườn nhận được con hàng nó tự nhỏ thôi. Ủa cà phê. Ô cà phê chà bá bắt cà phê này được rồi. Tưởng nó có lóc. Ở đây rồng quá. Mới dập trước bữa sau rồi. Nè tới con chuyện qua mất rồi. 30 cái là này vô được 2 cái lóc. Rồi giờ được 2 con cá lóc vô vô. Rồi không có thôi, cái bột cá sặc không có. Đây chuyên dồn mình mất hết cái còn mập lúc luôn mình nghe còn mấy ký mập hết rồi trời chua chuối rồi. Ui chà được con cá lóc nhỏ với mấy cái sặc thì đổi nó luôn ngày em nàng giá cái lợi bánh. Mới vợ đường con cá chẽm không có tiền
trẻ này tiền 6 lạng. Con này mới vô chứ cá trẻ nó dễ bị mất. Cũng mất quá vậy? Rồi, xong thế này. Rồi, mất nữa. Má ơi. Ôi. Mới trở lên 3 con, cá cho cứng. Chạy đi cá lóc bập lúc luôn. Quá, cá tặc quá. Có lấy nó đặt vòng 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 lọc này hơi hơn để làm được cái hai cái. Qua em đi với con lụm lại. Mình còn đặt lấy là còn lấy lại hoài luôn á. Thì cũng đâu có được nhiều đâu, nó lâu hơn được cái thôi chứ. Hết luôn phải không? Còn cái bên kia nữa. Nó cũng ghê quá, nó quằn quằn ở đây nát. Chỗ này hai cắt cắt gì thì mà mình không thấy cái lợi. Đủ má lấy cái lợi mình đặt nó kìa. Hả? Lấy cái lợi mình đặt đó kìa. Đặt sát bên luôn hả? Đó cái lợi ngoài đó. Đồ, má tình hình này căng này nghe. Đây, mọi người thấy không? Mất cái lợi lấy đặt sát bên mà cái đại lợi này nó không thấy, nó thấy rõ lùm luôn rồi. Đặt sát bên luôn nè, hèn chi thấy cỏ mới chát đó. Cái lợi của em nữa nè. Trời ơi, đúng rồi. Ghê chưa? Cái lợi của anh. Cái gì? Lợi của anh. Phải không? Đúng rồi, cái hôm rồi đó. Thấy cái hôm vậy đó là biết rồi. Vậy là thằng kia rồi. Vậy là mất thằng kia đó. Chà, cái lợi này bữa mình mời bị mất nè. Má ơi. Đây, tại vì nó khác là cái miệng hôm của định Hậu Giang làm dài hơn. Bà nội mẹ nó rồi nó đặt ở đây sao dám để cái lợi này ở đây. Má nó cuốn cái này lên luôn chứ không, không dám để đây nữa. Giờ nó lấy đây mà đặt đây. Tại bữa mình bị mất hết cái là chuyến rồi. Trời ơi, nó lấy đặt sát bên em luôn má ơi. Hết nói luôn á. Rồi, anh em mình thăm lời xong rồi. Cái chuyến sau này chắc cũng khoảng được 5-6 ký nữa. Đây. Mà chuyến sau này cá giòn giòn không à. Với được gắn. Gắn... Nè, em thăm giớn nè, được mấy con rắn gì cá bự không? Rắn chắc được khoảng 3 ký, 3 ký mấy á. Gì cá, rồi con gì đây? Vậy rắn chung. Rắn chung với lại rắn nước. Gì cá, nè, nhìn tú đó, ngon chưa? Sâu chết rồi. Sâu chết rồi, quá. Sâu ngứa lắm. Rồi thì anh em mình thăm là xong rồi thì bữa nay nói chung là bẫy tặc hoành hành quá, quơ cô em hết chắc cũng cỡ 30 cái đó, cỡ 30. Tại vì lần đầu tiên mà cái thăm chuyến đầu thì mất 2-3 cái rồi, chuyến sau là cái đó chỉ có 21 cái mà nó quất hết 18 cái rồi. Đó, 21 giờ hồi nãy giờ mất đây 5-3 cái. Thì chuyến nào đi thăm cũng mất á, mà cái chuyến này là mất nhiều nhất rồi, gần 30 cái lợ luôn. Đi thăm này nói chung là mất 1-2 cái, 2-3 cái là bình thường, mà bữa nay phải nói là quơ. Nếu mà bữa nay mà không bị mất là hai mấy cái ngay chỗ mà cái điểm 21 cái là mất 18 cái là bữa nay chúng cua biển với cá rất là nhiều. Quá ơi, bay tặc quần quá ơi. Thì nhắn nhủ với bay tặc là cái lợ này chỉ có mấy chục ngàn thôi, muốn đặt thì mua đặt để người ta kiếm sống. Này ta cứ kiếm cá rồi ta bán 2-3 ngày mới thăm chuyến. Đừng có lấy của người ta tội nghiệp, trời ơi cái lợ có mấy chục ngàn mà đụng là đấy, đụng là lấy. Rồi thì anh em mình sẽ xin tiếp về tẩy cho ngày em đi tha cân cái cá này thì mình sẽ đi về. Em mọi người những video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.